Thưa các anh chị đồng môn, kỳ hội ngộ này là lần thứ ba, kỳ 2008, 2010, rồi kỳ này là 2012. Có được các kỳ tổ chức được thành công, chúng tôi cũng tri ân các mạnh thường quân đã giúp đỡ chúng tôi về tinh thần lẫn vật chất để chúng tôi có điều kiện tổ chức tốt các buổi La Sa hội ngộ, và đầu tiên là 2008. Và chúng tôi vào những năm đó, chúng tôi rất là tri ân, nhất là anh Ngô Công Đức là người đã khởi xướng ra việc này. Anh đã mất, nhưng chúng tôi, trong lòng chúng tôi vẫn nhớ đến những kỷ niệm anh đến và động viên chúng tôi tổ chức cái ngày La Sa hội ngộ 2008 và đã được thành công. Thì hôm nay chúng tôi tri ân các mạnh thường quân đã có ủng hộ về tinh thần lẫn vật chất để chúng tôi tổ chức thành công La Sa hội ngộ 2012. Sau đây chúng tôi xin xướng danh và xin các mạnh thường quân khi được xướng danh xin mời lên sân khấu để chúng tôi tri ân. Xin các em thanh sinh công sẵn sàng ở bục sân khấu để có thể là trợ giúp các vị mạnh thường quân. Chúng tôi kính mời sư huynh Valery Nguyễn Văn An. Mỗi lần xếp lên xin chúng ta vỗ tay thật lớn ạ. Chúng tôi xin mời anh Huỳnh Công Ánh. Xin mời anh Huỳnh Công Ánh ạ. Trong danh sách chúng tôi rất là đông, nhưng mà có một số mạnh thường quân vì công tác và ở xa không có đến được. Chúng tôi xin mời chị Lèo Kim Ánh. Xin mời chị Lèo Kim Ánh ạ. Chị Lèo Kim Ánh ở đâu ạ? Dạ, chị đang lên ạ. Xin mời anh Dominic Nguyễn Văn Ba. Chúng tôi đọc theo dòng alphabet. Xin mời anh Nguyễn Văn Ba. Chúng tôi xin mời bác sĩ Nguyễn Quang Bình. Bác sĩ ở Canada thì bác sĩ sẽ về ngày 10 Tây, về không kịp, có báo với chúng tôi. Chúng tôi xin mời kỹ sư Nguyễn Văn Công. Xin mời anh Công. Chúng tôi xin mời bác sĩ Nguyễn Dũng Chí, là trưởng ban liên lạc cầu sinh La Sang Việt Nam. Chúng tôi xin mời anh Nguyễn Gia Dần. Chúng tôi xin mời Nguyễn Gia Dần. Chúng tôi xin mời anh Đặng Công Danh. Chúng tôi xin mời anh Thái Vinh Đức. Xin mời anh Danh Vĩnh Đức ạ. Chúng tôi xin mời anh Đỗ Xuân Hùng. Chúng tôi xin mời anh Nguyễn Anh Hùng. Chúng tôi xin mời anh Nguyễn Ngọc Hứa. Chúng tôi xin mời anh Phạm Hữu Lâm. Chúng tôi xin mời anh Vũ Kim Long. Chúng tôi xin mời bác sĩ Nguyễn Hải Nam. Bác sĩ Nguyễn Hải Nam hôm nay đây là công tác ở bệnh viện. Chúng tôi xin nói thêm, bác sĩ Nguyễn Hải Nam là một người mà mạnh thường quân rất thường xuyên với ban liên lạc cuộc sinh La Sang Việt Nam, và nơi bệnh viện Triệu An là nơi chữa trị cho các khoe rất là nhiều và số tiền rất là lớn, và tất cả các khoe là vào điều dưỡng trong đó đều không có tốn một cái chi phí nào cả, và bệnh viện Triệu An là lo tất cả hết. Nếu mà cựu học sinh nào mà đến thì cứ tìm tổng giám đốc bệnh viện Triệu An là bác sĩ Hải Nam thì chúng ta cũng sẽ được giảm giá đặc biệt ạ. Rồi, hoặc bác sĩ Huỳnh Dũng Chí cũng được ở bệnh viện Triệu An luôn. Chúng tôi xin mời luật sư Giả Hoàng Nhật. Xin mời luật sư Giả Hoàng Nhật ạ. Chúng tôi xin mời anh Anh Hồng Phát. Chúng tôi xin mời sư Nguyễn Minh Phụng. Chúng tôi xin mời anh Lộ Công Quốc. Chúng tôi xin mời anh Trung Bá Sang. Xin mời anh Trung Bá Sang ạ. Chúng tôi xin mời anh Nguyễn Văn Sang. Chúng tôi xin mời anh Trần Văn Soi. Chúng tôi xin mời anh Quỳnh Thanh Sơn. Anh Quỳnh Thanh Sơn là chủ nhà hàng Opagorac, là hôm nay ẩm thực cho chúng ta đó, ảnh còn tên là François Adam. Xin mời anh Sơn. Nếu mà ai có dịp thì chúng ta ghé qua số 750 Trần Hưng Đạo, nhà hàng Opagorac, gặp anh François. Chúng tôi xin mời anh Nguyễn Văn Sơn. Chúng tôi xin mời anh Nguyễn Bá Thái. Chúng tôi xin mời anh Hoàng Thanh. Chúng tôi xin mời anh Nguyễn Anh Thanh. Anh đâu? Chúng tôi xin mời
cựu học sinh La San Sóc Trăng. Đại diện nhóm cựu học sinh La San Sóc Trăng. Xin mời anh Minh đại diện cho nhóm cựu học sinh La San Sóc Trăng chúng ta cũng lên sân khấu luôn ạ. Và chúng tôi xin mời đại diện cựu học sinh La San Đức Minh 5870. Thì đây là danh sách các mạnh thường quân. Chúng tôi xin tri ân các mạnh thường quân đã có giúp đỡ chúng tôi về tinh thần lẫn vật chất. Sau đây chúng tôi xin mời đại diện ban liên lạc của học sinh La San Việt Nam và anh Nguyễn Thái Lai, đại diện ban tổ chức La San Hội Ngộ 2012 lên trao kỷ niệm chương. Xin mời. Các em thanh xin công chuẩn bị kỷ niệm chương và hoa. Kính thưa quý vị, trong mạnh thường quân có hai mạnh thường quân mà chúng ta phải đặc biệt lưu ý. Thứ nhất, những cái cravat màu xanh mà quý vị đang đeo trên cổ đó là do sự tài trợ của anh Phan Thành Trung, là cựu học sinh La San Chánh Hưng. Mà thưa quý vị, nếu quý vị biết La San Chánh Hưng trước đây là trường La San Nghĩa Thục, có nghĩa là vào đó học miễn phí, thì hôm nay anh Trung tôi đại diện cho trường cảm ơn các thầy, cảm ơn ban tổ chức, chúng tôi đã tài trợ cho tất cả các cravat màu xanh dương mang hình thánh Gioan La San trên cổ áo của quý vị. Xin mời anh Trung, anh bước ra trước cho chúng ta cùng vỗ tay cảm ơn anh Trung. Xin mời anh Trung. Từ đây là anh Phan Thành Trung, cựu học sinh La San Chánh Hưng. Cảm ơn anh Trung. Thưa, còn một mạnh thường quân nữa mà chúng tôi phải nhắc đến. Thưa, đó là quý vị nếu mà nhìn ra ở phía sau quý vị sẽ thấy là có một con bê đang được thui. Đó là sự tài trợ đặc biệt của anh Lý Xuân Tuyền, một Việt kiều ở Úc. Xin mời anh Lý Xuân Tuyền. Xuân Tuyền cựu học sinh La San Agrang.